những lợi ích mà tài trợ quảng cáo có thể đem lại. Hàng năm các bạn biết vào các ngày quan trọng của đất nước như 2 tháng 9 hoặc là 30 tháng 4 thì thường có các tổ chức các cuộc đua xe đạp. Thì thông qua cuộc đua xe đạp đó thì những nhà tài trợ vừa muốn thu hút khán giả cũng như kết hợp được các giá trị của tổ chức sự kiện với nhà tài trợ, và họ cũng quảng bá được thương hiệu của mình thông qua việc tài trợ cho các giải đua xe đạp như thế. Ngoài ra, những công ty vừa và nhỏ thì có thể là giúp xây dựng hình ảnh trong cộng đồng khi họ có thể tài trợ cho một đội bóng của địa phương mặc áo in logo về thương hiệu của công ty họ. Ngoài ra, tài trợ quảng cáo còn hấp dẫn doanh nghiệp với tư cách là một phương tiện truyền thông marketing, chẳng hạn như Pepsi tài trợ cho cuộc đua xe ô tô thì Pepsi cũng là người tài trợ nước uống miễn phí cho cuộc đua ô tô đó. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng muốn thể hiện sự hào phóng, hào hiệp của mình, chẳng hạn như nhiều doanh nghiệp tài trợ cho giải đánh tennis Wimbledon của Anh.